Thích cùng Mongo. Đây là game đấu thứ hai trong khuôn khổ cái trận đấu vòng loại của ESL One Manila 2016. Ban đầu tiên bên phía của Mongo đó là Echantress, còn bên phía của Fnatic đó là IO cùng Landroy. Ban tiếp Bounty Hunter đến từ Mongo. Có lẽ họ nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Fnatic khi mà DJ cầm Bounty Hunter thực sự là xuất chúng. Radiant team pick. Pick và Vengeful Spirit đến từ Fnatic và sẽ lại làm con Vengeful Spirit trong tay của 343 thôi. Thanh niên này thi đấu có vẻ như là khá chắc tay cái hero này khi trong cái trận đấu vừa rồi anh ta thi thoảng có những cái tình huống mà swap rất là đẹp. Mongo có đua pick dành cho mình. Và liệu họ sẽ pick hero những con hero như thế nào đây? Khi mà tôi nhận thấy ở đây thì Retribution cầm con gấu khá là tốt nhưng đã bị ban đi đến từ Fnatic rồi. Aspirit là một lựa chọn. Vâng, Aspirit luôn và Our Devourer vẫn cặp đôi quá quen thuộc, một thằng đá bóng, một thằng đánh cho ngu người. Và sẽ là một cái mid lane rất khó khăn, dự đoán sẽ là rất khó khăn dành cho Fnatic khi mà Our Devourer control lane mid rất khỏe cộng với Aspirit với những cái màn ram ra. Thì anh ta hoàn toàn có thể là kết hợp cùng đồng đội của mình lấy mạng của mid laner đối phương. Với cái việc mà ban đi Bounty Hunter như thế này thì nhiều khả năng Fnatic lại tiếp tục đánh với cái bài là dựa vào con chèn cùng với Invoker như vừa xong để có thể push sớm. Invoker rồi. Invoker sử dụng bởi Mid One. Trong trận đấu đầu tiên thì Mid One đánh tương đối là chắc tay, tương đối là tròn vai. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Bani Oracle đến từ Fnatic và có lẽ như họ sẽ là chống cho cái việc Oracle anh ta có thể cứu đồng đội mình khỏi những cái burst dam đến từ Invoker. Còn The Mongol thì họ ban đi đó là Darkseer. Ban đi Darkseer là một cái quyết định mà tôi đánh giá ở mức trung bình thôi. Khi mà Darkseer thì bên phía Mongol mới là những người cần hơn, nhưng họ lại ban đi. Darkseer kết hợp cùng Aspirit và Our Devourer rất khỏe, khả năng control lên hoàn toàn là ok và tôi không nghĩ rằng Fnatic họ sẽ đánh con Darkseer đâu. Giờ sao đây? Ban đi một cái hero của Mongo đến từ Fnatic và cá nhân tôi đánh giá đó là ban đi Witch Doctor cũng chưa kịp nói. Tôi đang định nói là sẽ ban đi một con support. Chưa biết là hero gì nhưng sẽ là một con support phòng thủ và họ đã ban đi Witch Doctor rồi. Nên bây giờ nếu như để cho Mongo có được thêm support phòng thủ thì Our Devourer sẽ rất khó chết trong combat. Ta có được sự cover đến từ Aspirit trong những cái tình huống mà bị vây bắt, ban đi chen đến từ Mongo và pick vào Doom. Doom thì có thể chơi carry, cũng có thể chơi support, pick và Bad Rider đến từ Fnatic và liệu họ có chơi thêm con Rogue Ranger ở đây nữa không? Đã có 3 hero tay dài, có Vengeful Spirit, có Invoker, con Rogue Ranger là một cái lựa chọn ok để thi triển cái chiến thuật push. Sau đó ở pick cuối cùng sẽ lựa chọn một hero đi offlane, không bắt đầu đi offlane rồi, một con support có khả năng tank, cũng có thể là roam gank một chút như kiểu là Night Stalker, lấy cho bên phía của Fnatic cái tầm nhìn để cho Bad Rider có thể lao vào và túm cổ những cái mục tiêu quan trọng như Our Devourer hay là Doom sớm.
Nào pick đi, Moncler họ liệu họ sẽ pick vào hero carry nào đây? Cá nhân tôi nghĩ Doom sẽ đánh support số 4. Tận dụng tối đa khả năng có thể farm rừng của Doom. Bộ skill rất là mạnh trong combat. Không cần quá nhiều đồ, tức là không cần cái khoảng thời gian early game farm một cách thụ động ở lên, mà có thể kết hợp giữa farm rừng và đi gank. Disruptor dành cho Mongol. Mà kèo này thì Doom chắc chắn là được chơi core. Vấn đề là offlane hay là carry thôi. Nhiều khả năng cao thì Doom sẽ đánh carry trong tay của Sanke. Awade vào đi mid của Retribution. Disruptor và Spirit sẽ là bộ đôi support, một cái bộ đôi support mà sở hữu những cái disable diện rộng rất khỏe. Spirit đó là một cái đá bóng, sau đó có thể lăn vào sử dụng một cái ulti. Còn Disruptor thì khỏi nói rồi. Cô một Spectre dành cho Fnatic. Chơi bài Bad Rider, Invoker và Spectre có thể gank được trên diện rộng. Bad Rider với cái lasso của mình sẽ kéo một người Spectre ulti ra, Invoker thể đặt Sunstrike ngay dưới chân. Và easy một kill dành cho Fnatic. Hoặc cũng có thể là Spectre ulti ra trước, lấy được những cái tầm nhìn dành cho Bad Rider, những cái vị trí của các hero quan trọng. Bad Rider lao vào tóm cổ một người với Flaming Lasso và Invoker sẽ burst down. Đấy là những cái kịch bản tôi diễn ra, nghĩ ra với cái bộ combo này. Nhưng Disruptor là một cái hero counter rất mạnh của Bad Rider nếu như anh ta thi đấu tỉnh táo. Một cái sandbag thôi sẽ khiến cho Bad Rider tương đối là hố những cái tình huống blink vào. Bani Enigma đến từ giống Mongol. Radiant team pick. Nào, Bani Slug đến từ Fnatic, họ nhận thấy một cái lasso của Bad Rider là không đủ để kiểm soát con cóc trong combat. Hơn nữa lại còn rất nhiều những cái mục tiêu cần phải tóm cổ, đó là Audivar, đó là Doom một phần nào, đó là Spirit trong những cái combat dài hơi. Phantom Lancer dành cho Mongol. Và bây giờ tôi lại nhìn ra một cái viễn cảnh nó hay hơn một tí, đấy là PL đi mid và Invoker. Doom sẽ đánh offlane và Audivar farm safe lane. Đây là một cái bài mà MVP Phoenix sử dụng khá là nhiều. Không biết rằng Mongo họ có quyết định phá cách như vậy hay không, hay vẫn chỉ là chia lên theo kiểu thông thường. Our Devourer đi mid, PL đánh carry và Doom thi đấu vị trí offlane. Fnatic bây giờ họ đang thiếu những cái công cụ để clear bóng của PL ở khoảng thời gian cuối mid game, xin lỗi, cuối early đầu mid game. Lửa Bad Rider nó không phải là quá nhiều. Cần thêm con support có thể gây đam trên diện rộng. Earthshaker là một lựa chọn, tại sao lại không? Khi mà Earthshaker có thể hỗ trợ rất là tốt cho Invoker ở mid cùng với cả Vengeful Spirit. Chưa kể đó là những cái tình huống đi gank của Bad Rider sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu có một cái giữ chân đến từ Earthshaker từ xa, một cái Fissure từ xa. Bad Rider có thể hoàn toàn bình tĩnh lao vào và kéo. Nào, Earthshaker đi. Không, đó là Night Stalker. Đó là một lựa chọn support để lấy tầm nhìn cho Bad Rider, cũng như là khả năng đi roam gank ở thời điểm early game. Nó cùng xe như bên phía của Fnatic, họ sẽ làm thế nào đây để có thể shut down được Mongol ở thời điểm early game? Bởi vì nếu để đánh đi late game thì bên phía của Fnatic họ cũng không thể nào mà dám chắc chắn có thể thắng được, khi mà Doom sẵn sàng là sử dụng ulti của mình vào đầu Invoker. Như vậy là mid one sẽ hết múa, mất một thành viên thì càng khó hơn cho Fnatic để kiểm soát PL hoặc là Our Devourer. Dota crash, người bị crash đấy là Phantom Lancer.
Fnatic. Bây giờ họ sẽ phải sống dựa rất nhiều vào hơi thở của Night Stalker cũng như là Vengeful Spirit. Nếu bộ đôi này đi gank thành công thôi thì sẽ là khiến cho Mongo co cụm lại, và những cái hero như AoE Devourer hay PL thì hoàn toàn không phải là những cái hero farm bù, nó rơi vào tầm quá nhanh khi mà đồng đội bị ép. Phantom Lancer thì phần nào đó là farm bù cũng là nhanh, nhưng AoE thì không. Có pause game rồi. Và Phantom Lancer đã trở lại. Rồi chúng ta cùng xem họ chia lên như nào. Sunstrike ra đến từ Invoker. Nhưng ông này rất ngứa tay ở thời điểm early game. Pick Invoker phải cộng 3 điểm exhaust xong làm phát vào nhà đầy cơ hội. Ông TP ra. Net cũng đang là di chuyển khá nhanh. Có vẻ như được ném TP ra đến từ support và mua 8 set, 8 cái tango. Là 2 set tango, 1 cái stock shield để trụ lên, cộng 1 cái skill 1 rồi. Cắm cái quát công lên rất cao và khả năng cao sẽ nhắm vào vị trí của Doom tương đối nhiều. Một cái quát được cắm để phòng thủ đến từ Bad Rider. Nhận diện được những cái tình huống di chuyển của bộ đội support. Ở đây thì Smoke đến từ Mongol và họ đang di chuyển ở khu vực rừng của Fnatic. Fnatic lại di chuyển ngược lại xuống Runebot. Và như vậy là không thể nhìn thấy nhau. Quad này là một cái quad mà cung cấp một lượng size tương đối, nhìn được tới 3 hướng. Tại sao không phải là một cái quad ở đấy khi caster nước ngoài đã pick vào để có thể nhìn được cái khu vực này cũng như là block luôn một kem. Nhưng Mongo họ đang đứng chờ đợi có một tình huống mà quay về farm đến từ các thành viên của Fnatic. Nhưng Fnatic là một đội game khá kinh nghiệm, có thể missing on. Có pause game rồi. Có vẻ như là những người Mông Cổ thì cái điều kiện tập luyện như thi đấu, đường truyền internet các kiểu các thứ thì phải đang kém hơn người Mã Lai một chút, khi mà liên tục có những cái tình huống crash Dota hay là phải out game. Nào, ông trở về với cái màn mà đi soi, xăm soi. Bad Rider. Người rơi chúng ta. Cái set Invoker ở trông chả đẹp nhỉ, trông rất giống tóc của thanh niên Son Goku khi mà hóa siêu xây ra. Liệu Mid One có thể hiện cái phong độ tốt như ở cái game 1 hay không? Trông anh này có vẻ không tin được là cho lắm. Nhìn đôi mắt rất là đáng sợ. Earth Spirit trông rất là cục mịch. Ơ con này trông giống con PL này. Ấy, hai con này trông giống nhau à, cái mắt ý. Thấy không? Trời ơi. Cũng dâu dâu. Đùa. Model bị làm sao thế? Disruptor. Thanh niên này cầm dùi cu điện trông rất là chất, nhưng cuối cùng lại chỉ là một con support. Nhìn quái vật của chúng ta mà, AoE Devourer. Người trắng trơn không có cái đồ gì, có một cái cánh thôi. Lâu quá nhỉ. Thanh niên này làm gì đây? Vâng, và theo như confirm thì Mongo vẫn đang ở Việt Nam và Wellplay đường truyền mạng của Việt Nam. Tình trạng này gặp rất là nhiều rồi. Tôi không hiểu tại sao lại chọn Việt Nam để làm bootcamp, để làm nơi bootcamp. Có vẻ như là chi phí ăn ở sinh hoạt ở Việt Nam thì không quá cao. Đường truyền internet cũng như là gaming gear các kiểu các thứ cũng tương đối ổn. Bounty rune dành cho Retribution cùng Mid One, mỗi người một cái.
Sanke, như vậy là tôi dự đoán đúng rồi. PL đi mid, Sanke sẽ là người farm xếp lên với Aura Devourer. 343 với cả Doom các bạn chào hỏi nhau vào đây và chưa gì đã bị một pha sàm sỡ đến từ Doom. Thanh niên VS lùi lại ngay. Doom nuốt cho mình khá là đỏ nhưng ta vớ được ngay đó là con Statia. Và với cái aura hồi máu lên tới 5 máu một giây như thế này thì việc đứng lên của Doom là hoàn toàn ok. Và Doom mình ta di chuyển farm rừng luôn. Không nói nhiều để Retribution liên tục bị bắn vào đến từ mid one. Và có sự hỗ trợ của Spirit ở đây, liệu anh ta muốn làm gì? Dồn vào người của Invoker á? Khi mà Retribution mới chỉ có cho mình đấy là level 2. Găm giá và lăn trượt đi từ Spirit. Nhưng bây giờ mid one lại chạy hướng ngược lại và kèo này mid one. Liệu anh ta có thở ở đây không? Retribution không còn găm giá thì phải cắn bình máu to từ mid one và bỏ qua cho Invoker rồi. Không còn mana để găm giá, cố gắng đấm vào và phá được cái bình máu to. Đi dồn vào đến từ bộ đôi của Fnatic. Và bây giờ thì phải đi về từ IO khi anh ta bị dìm đầu xuống. Rồi vẫn là đánh nhau ở đây. Và bây giờ thì 1R70 đang hơi láo dính câu snap và bị bắn vào đến tựa đệ của Invoker. Invoker quyết định không đuổi anh ta nữa khi mà anh ta đã bước lên khu vực đồi. Liệu chạy vào tự sát hay không? Lăn đi luôn, lăn vào khu vực Ancient và sẽ là tự sát. Mấy ông này rất là lười đi về luôn. Nightstalker xuất hiện định la liếm một chút gì đấy nhưng ta không thể nào mà vét được cái mạng của Spirit. Khi mà Creep Ancient quá phũ phàng. TP ra mid và mới chỉ có level 1 thôi. Có Vernon và sẽ tiếp tục là nhắm vào vị trí của Invoker bằng những cái tình huống lăn bất ngờ. Sau đó PL găm giáo và Invoker, anh ta cần phải rất cẩn thận. Vẫn là để đệ cùng với cả câu snap thôi. Lối chơi Invoker farm quen thuộc ở mid. Cầm hai cái Fairy Fire. Doom ở đây thì anh ta farm cũng tương đối ok khi phải đi một cái lane khó với sự harass của thanh niên 343. Anh ta farm 5 creep rồi lăn thẳng vào đầu của net, lăn trượt đi từ 1R70. Hai phát trượt rồi nha. Và net anh ta vẫn là tiếp tục farm được. Farm tương đối ok với một creep. Last hit thì bây giờ Mongo đang dẫn một chút nhưng mà những pha đi gank của Spirit đang tỏ ra thiếu hiệu quả. Lên một cái ring of Aquila đến từ Sanke, lối chơi Our Devourer đi xếp lên và lên ring Aquila. Cái lối chơi này tôi không biết ở đâu ra nhưng mà thường xuyên được các player như Dithyara hay là một cái thành viên nào đấy tôi không nhớ rõ nữa thường hay sử dụng Our Devourer. Matum không phải Matum. Thường xuyên là lên cái ring of Aquila để kiểm soát lên hồi mana. Tăng một lượng stat tương đối. Ở Fnatic họ đang làm khá tốt ở cái lane này. Khi mà Our Devourer, anh ta đang bị dồn ép. Retribution 1 đá stun vào đầu của mid 1. Retribution không còn máu, anh ta lùi về đệ. Invoker bắn là rất đau. Đây thì hai điểm dầu vào đầu của Sanke rồi và dầu ăn toàn phát. Bây giờ lại nhắm vào đầu của Disruptor và sẽ là tan nát đời của Disruptor. Tiếp tục là bay đến vẫn lửa thiêu cung A phòng, đau quá, dồn thêm điểm dầu nữa. Sanke không thể quay đầu ở đây, chẳng thể bắn được ai. DJ có bottle không, đó là búp bottle lên vào người của DJ đến từ YO. YO sẽ là có một cái bounty rune để sạc bottle ở đây. Spirit có rune DD và Spirit sẽ tiếp tục là ngắm mid. Liệu pha lăn vào sau đó là hỗ trợ đến từ PL và kết liễu mạng mid one hay không? PL TP ra nhưng đi như thế này là có ý định không bắt đến từ thanh niên 1R70. Lượng level thì sao, chúng ta cùng xem qua level một tí đi. Level nó là ở đâu? Nó là level 5 đến từ 3 thành viên, đó là PL, Doom, 4 thành viên rồi. Đó là 2 solo mid và 2 người ở lên top. Smoke ra đến từ các thành viên của Mongo và họ sẽ nhắm vào vị trí của mid one. Liệu có giết mid one hay không, có sandbag cũng như lăn ở đây. Bây giờ thì mid one cầm một món đồ ra, anh ta đang di chuyển xuống dưới đồi. Và bây giờ thì cắm cái quát ra không đủ rồi. Tình huống này sẽ là đá stun thẳng vào đầu của mid one. Có đóng lồng nữa, mid one có mà chạy vào răng. Mid one nằm xuống, Phantom Lancer có mạng của mid one. Và đó là 220 tiền dành cho Retribution. Một tình huống smoke thành công và mid one anh ta sẽ phải delay lại cái Hand of Midas. Sau khi phút thứ 5 anh ta có một cái giày, một cái ring ở Basilus.
và Ohio cùng DJ, và DJ Hường Hanna liên tục quẩy sóng ở đây. Anh ta đang là di chuyển rất rộng với một cái giày và màn đêm của mình. Các thành viên của Mongo bắn vào đầu của Ohio là hơi nhầm, rồi lại tiếp tục tẩm dấu úp được rồi, mở ulti ra đến từ net, một găm dao vào đầu của Sanke. Có sự xuất hiện của Adeo Spirit ở đây thì lửa thiêu cung A phòng luôn, 1R70 đã săn đôi. Và bây giờ thì sao, vẫn dí theo 1R70 chết rồi, double kill dành cho Ohio. Và DJ đang ở đây có những cái màn mà dùng tay cào vào đầu của thanh niên Arun Bala, và đây thì Arun Bala thì cũng nằm nốt xuống, và ba mạng dành cho bên phía Fnatic. 4-1 ở phút thứ 6 dành cho những người Mã Lai và Mông Cổ. Họ đang cho thấy mình đuối hơn ở cái lên bot này, khi mà lên công của bên phía Fnatic hoạt động quá hiệu quả. Rồi tình huống mà chém một cái Infernal Blade vào đầu của Ned đến từ thanh niên Pete Sepinit, và anh ta bật lửa lên đuổi theo Spectre. 3-4-3 vẫn chưa sử dụng stun, nhưng đó sẽ không cần phải sử dụng cái stun khi mà thanh niên Doom không đuổi theo nữa. Retribution sạc bình ở đây. Wow, anh ta có 1.600 tiền cái bottle, cái giày ở Magic Stick. Farm cái kem này, và kèo này khả năng cao là ở phút thứ 9 thì Bad Rider có cho mình một cái Blink Dagger bắn nhau với cả thanh niên Doom ở đây, nhưng bị lăn vào. Và 3-4-3, anh ta stun vào đầu của Pete Sepinit đang cố gắng tự sát thì phải. Như vậy là tình huống đánh võng không thành công đến từ VS1, đá stun rất lạnh lùng đến từ Aspirit. Rồi một người mid one ở đây, và Retribution đang sử dụng bóng của mình, tanh trụ rất là khéo, sử dụng cold snap vào đầu của Retribution, nhưng trụ không bắn Retribution. Rồi bắn rồi, và liệu có pha highlight đến từ mid one hay không? Anh ta đang luồn lách, đang đánh võng như dân tổ Ohio lao ra, và Retribution không còn mana, anh ta bị tẩm dầu vào, và dầu ăn sẽ là kết thúc được mạng của thanh niên PL. Rồi Mongo lao ra, tiếp tục lao chuyện Invoker Sunstrike, và Invoker có mạng của thanh niên 1R70. Bất ngờ đó là hai pha lao vào đến từ Mongo, và họ phải trả giá bằng hai mạng của support số 4 cũng như là mid laner của mình. Invoker không chết, và anh ta còn có cho mình đó là một asset, một kill. 500 tiền dành cho Invoker. Bad Rider sắp sửa hoàn thành Blink Dagger ở phút thứ 7. Nhưng tôi đã dự sai rồi, tôi dự ở phút thứ 9, nhưng ta lao ra tẩm dầu vào đầu của PL và thông nát ass của thanh niên Retribution. Vâng, in game cần phải to hơn chút. Mình đã để mắc tiếng in game rồi, có vẻ như là tiếng mic của mình để hơi to, và mình sẽ cho nhỏ tiếng mic lại một chút. Từ từ đã, tình huống mà ulti ra sẽ dồn vào người của Adeo Ohio. Anh ta không đang ulti, và bây giờ bị ăn đu vào đầu. Cái Ohio đứng trong vòng vây của địch, nhưng mà lửa của anh ta cũng đã tiêu chết được thành niên Disruptor rồi. Hồi đã giảm volume tiếng mic rồi, anh em trên kênh có thể confirm cho mình là tiếng mic nó như thế nào rồi so với tiếng in game. Bởi vì tiếng in game mình đã kéo mắc rồi. Tình huống Sunstrike đây, có stun đến từ 343, DJ lao ra khóa mõn được Pete Sepinit lại, và sẽ là những cái đánh tay cuối cùng hay không? Úp lại và Sanke xuất hiện, kẻo này thì là rip hai thanh niên này hay không? Đây có tình huống mà Mongo đang lao ra vẫn voi và lấy được mạng của Doom. DJ đang bị đánh cho to đầu ở đây rồi, anh ta không còn in theo và vẫn tiếp tục là bắn lăn bóng thành công một người, và có slow đến từ Venom lấy được mạng của DJ, đổi một con support lấy một con off lane tương đối là lãi. Ohio tôi chưa hiểu ta nghĩ gì ở level 8 có Blink Dagger và không lên ulti. 4.100 net worth, và bây giờ thì 343 đang chúc kinh cực kỳ khéo, anh ta đứng một cái vị trí mà gần sát với cả những cái con mắt đến từ bên phía của Mongo. Mongo có một con mắt ở khu vực lên và đứng ngay sát người của Audi rồi, bị phát hiện rồi. Kèo này thì 343 đứng chặt ở đây, một cô gái và ở đây là đến tận ba con quái vật đứng nhường luôn mạng lại cho Sanke cơ mà. Một cô gái đứng bị dồn góc tường đến từ ba thanh niên, quá phũ phàng đến từ những người Mông Cổ. Radiant's middle tower is under attack. Có thanh niên lại confirm là không nghe là tiếng in game là thế nào nhỉ? Tôi thấy mọi người cũng bảo là bình thường mà. Từ xem nào. Night Stalker đã xong Midas ở phút thứ 10. What the hell? Vâng, đi cái lên này có vẻ xanh chín quá nhở. Đi lên boss xanh chín quá nhở. NS có một cái Midas ở phút thứ 10. Bad Rider có Blink ở phút thứ 8. Và một cái bình nữa. Invoker thì sao nào? Invoker còn thiếu 100 tiền nữa có Midas. VS anh ta có gì? Vâng, VS thì là hard support thôi.
lượng network của người ta vẫn hơn được. Còn Disruptor cũng có một cái rune hex đến từ thanh niên DJ, và anh ta liên tục là đập cánh giữa không trung. Rồi tình huống mà Lasso được bắt đầu của Pit Happiness, và có sự xuất hiện của Our Devourer cũng như Monroe bung cái ulti đến từ thanh niên Sanke. Và Sanke người lấy được mạng của Bad Rider, đó là Doom. Nhưng Doom cũng đã bị lửa đốt chết được rồi, và Silent vào đầu của thanh niên Sanke đuổi theo đến từ DJ một cái đá stun đôi và một R70. Anh ta vẫn đang luồn lách được, đừng bảo với tôi anh ta chạy được. What the hell, chạy được đến từ một R70 úp lại đến từ Sanke. Và bây giờ thì hai thành viên support của bên phía Fnatic bị gửi lại đến từ 343 ulti đến từ Spectre, và Spectre lấy được mạng của Spirit rồi. Sunstrike vào đầu của Sanke nhưng không gây được quá nhiều đam. Sanke có cho mình Killing Spree sau khi bắn chết được VS. Vâng, vừa có một cái trục trặc về mic một tí thì Doom đã lấy được mạng Beat One xong cái tình huống di chuyển ra và găm giáo thẳng vào đầu của PL. Xin lỗi các bạn, găm giáo của PL vào đầu của Invoker. Invoker, anh ta sau khi hoàn thành My Dash thì cũng đã chết thêm một mạng nữa rồi. Network bây giờ chỉ có 3.800 với 2 hour devourer như PL. Trong khi đó thì Bad Rider lại đang là thanh niên farm rất là tuyển. Ăn vừa farm vừa ăn mạng, ăn tới 6 mạng. Cardia đó là 6-2-3. Quá to dành cho OIO. Anh ta đã có một điểm ulti rồi. Invisibility. Đang đứng nấp khá là kỹ đến từ OIO, sẽ để sử dụng 343 để bait trong cái kèo này. 343 level 5 chưa có ulti. Sẽ không ai động vào người của Vengeful Spirit đâu. OD. OD có gì đây? OD từ từ bắt vào người của 343 rồi, tôi tưởng là bait nhưng mà bây giờ thì đánh lê lết là Silent vào đầu của Mongo. .1R70 và anh ta nằm xuống rồi. Bad Rider bật lửa lên, liệu có Lasso đấy không? 2 chấm dầu rồi, nhưng mà lại bị dính một cái đóng lồng đến từ Disruptor. Anh ta phải đi về. Kinetic Field đã cứu cho Disruptor một mạng chết trông thấy. Spec có ơn chống và một cái face. Trong khi đó thì PL đang cố gắng lên giày bay. Anh ta thiếu cho mình 500 tiền bottle cũng như là một cái ring Aquila thì phải, magic wand nữa. Thanh niên Our Devourer cũng đang cố gắng lên chống. Invoker sử dụng hai con đệ trụ dưới bot, không còn nhiều máu, anh ta sẽ lấy được trụ rồi. Đúng rồi, Invoker mid one đã lấy được trụ. Doom kèo này sẽ cố gắng lên cái mecha thì phải lên cái buckler ở đây, có thêm cái ring basilisk nữa. Lượng giáp lượng máu là hoàn toàn đủ để có thể tank. Chưa biết là sẽ lên mecha hay là sẽ lên một cái Vladimir, lên block Buckler kèo này sẽ là lên Mekan. Van 2 cũng là sự lựa chọn, nhưng mà Van 2 sẽ quá tốn tiền và không cần thiết dành. Còn Doom có cái lượng máu rất là lớn rồi. Net thì anh ta đang trốn chui trốn lủi, anh hùng núp ở đây và liên tục cắt cây, tạo ra một cái con đường mòn ở trong khu vực men rừng. Phút thứ 14 và các thành viên của Mongo vẫn đang đi tìm Net, lộ smoke ra rồi và họ đã biết Net ở trong đấy, nhưng cái wand này cắm ra cũng không thể nhìn được Spectre đang trốn chui trốn lủi. Đứng thế này thì cũng khá là khó dành cho Sanke và đồng bọn. Spectre đi về ngay, trong khi đó thì bộ ba của Fnatic đang ở mid và họ sẽ là lầu để xong cái trụ này. Bật Fortify đến từ các thành viên Mongo, họ sẽ quyết định đổi trụ ở đây. Đổi trụ sẽ là thành công thôi, khi mà Fnatic họ sẽ không dép đâu. Our Devourer là người lấy được trụ, đã hoàn thành cái kiếm 1000 cộng 10 agi đến từ thanh niên Spectre. Cái này nó gọi là Blade of Alacrity. Hoàn thành chống đến từ Our Devourer. Và bây giờ Our Devourer có cho mình level 8 cộng max vào skill 1. Bắn sẽ rất điên, mở màn đêm ra đến từ Night Stalker và họ đang cố gắng ăn Roshan thì phải. Thanh niên này quay cam chán quá.
Thấy rồi, ăn Rosa này, thấy rồi, nhưng mà mở lửa lên. Và blink vào, trời được thanh niên 1G70 lại rồi. Và sẽ dồn chết Aspirin ở đây. Anh ta kịp bung một cái ulti ra. Nhưng bây giờ Spec, anh ta càng lướt lên. Khỏa mõm được Disruptor, giết Disruptor. Doom đang di chuyển ra, dính lửa, dính các kiểu các thứ rồi. Và sẽ là tẩm dầu ăn vào đầu của Doom. Và Doom anh ta bị Silent Swamp, người Sanke lại. Sanke sẽ là bắn chết được 343 hay không? Có stun vào đầu Sanke, nhưng Sanke vẫn là sống sót đi về. Vâng, và bây giờ thì không thể sống sót, dính câu snap cùng chạc ơn. Triple kill dành cho Ohio và Invoker lấy được mạng của Sanke. Bốn người của Mongo nằm xuống trong một cái tình huống mà cực kỳ nhạy cảm đến từ Fnatic. Một con Night Stalker farm dừng ở đây của DJ. Và ngay lập tức phát hiện tình huống đi ra đến từ Aspirin. Bad Rider không ngần ngại bật một cái lửa lên, sau đó là sử dụng lasso. Well play Fnatic. Và bây giờ IO có chúng mình 9 mạng rồi. Foxstar Berlin Dark ở phút thứ 16 có cái bottle và giày máu nữa. Chưa thể nào mà giàu hơn thế này với một con Bad Rider. Invoker cũng có 7.000 net worth và anh ta đang lên một cái Foxstar thì phải. Đừng nói với tôi Invoker tiếp tục lên sách thì đây sẽ là một kèo mà khô máu đến từ Fnatic khi họ sẽ là giết người sau đó là put trụ. Rất mạnh. NS sau khi Midas đã xong hai mảnh gậy xanh. Và kèo này thì nếu để cho NS farm thêm, anh ta sẽ có cho mình gậy xanh khoảng phút thứ 20. Lộ smoke ra đến từ các thành viên của Mongol và sẽ dồn vào DJ. Trụ bây giờ không còn là rào cản để các thành viên của Mongol nhắm vào DJ. Rồi DJ chết nhưng mất không quá nhiều tiền, chỉ mất được khoảng 100 tiền thôi. 300 gold dành cho Retribution để Invoker đang lao ra. Đó là 681 gold cho tổng các thành viên của Mongol. Kèo này thì Mongol sẽ là ăn được một cái trụ mid khi mà bây giờ Night Stalker đã chết và bây giờ cũng là ban ngày. Không có quá nhiều lượng size dành cho các thành viên của Fnatic. Và bơi ra trong một cái thế như vậy hoàn toàn là mạo hiểm khi mà Bad Rider có thể bị dính cái Doom. Anh ta chưa kịp sử dụng cái lasso thì như vậy sẽ là RIP. Bật Fortify lên và kèo này chắc chắn là phải đép. Có đầy đủ ulti cơ mà tại sao không đép? Night Stalker còn 3 giây nữa sẽ ra đép đi các anh ơi. Ulti into spec nào. 343 anh ta lao ra. Liệu anh ta sẽ swap ai đây? Kèo này khả thi nhất chính là swap vào đầu của Doom. Vâng, nhưng đó sẽ là dồn nắp sai lên được Doom rồi. Mở cái Static Storm đến từ thanh niên Disruptor. Nhưng đó là Ohio, anh ta kéo được Sanke. Cô là một Sanke ở ngoài này. Giết được hai người đến từ Fnatic. Và bây giờ dồn vào đầu của Sanke. Sanke đang bị vờn như mèo vờn chuột. Và một voi cuối cùng Night Stalker lấy được mạng Sanke. Bốn người của Mongo đã phải nằm xuống. Và có một Doom vào đầu của Invoker. Mid One vẫn là sống sót. Rất may mắn dành cho anh khi mà Doom đã hết hiệu lực. Và Fnatic họ có 1.500 gold cũng như gần 3.000 XP trong một cái pha combat mà tưởng chừng như Mongo đã chuẩn bị tâm thế. Họ chuẩn bị tâm thế khi mà push vào sẽ phải hứng chịu một pha kháng cự đến từ Fnatic, nhưng mà giữ vị trí là hoàn toàn không ok khi mà Bad Rider vẫn tóm được Sanke và lôi sông sộc vào tận trong này để cho các thành viên còn lại của Mongo bị êm chết đến từ Fnatic. Network bây giờ phút thứ 18 như tôi vừa mới nhìn thấy thì nó là hơn 7.500 XP thì là bao nhiêu? XP là hơn 12.000. Và kèo này sẽ là rất khó đánh đến từ Mongo. Ward Devourer anh ta cần hơn hết lúc này là một cái BKB. Dồn tiếp vào người của Doom ở trên này. Night Stalker cùng hai co của Fnatic lấy được mạng của Peace Happiness và cơ hội để push vào lên top đến từ Fnatic. Mongo kéo luôn được cả thành Disruptor ra ngoài này. Có một cái đá bóng đôi đến Aspirin, nhưng liệu có đủ hay không? Có dầu, có ơn, có câu snap và chạy đi đầu quăng cả bóng xăng ra. Lốc được Aspirin lên đặt tường băng và Aspirin mở một cái ulti lên nhưng bị dọ mõm vào. Các thành viên của Fnatic họ lùi về thành công và sẽ ăn một trụ. Ba mạng của một Mongo nằm xuống và sẽ là một trụ dành cho Fnatic. Tỷ số bây giờ đang là 22-12 nghiêng về Fnatic ở phút thứ 19. Và Invoker cùng với Bad Rider đang có một lượng net worth rất vượt trội. Spec cũng không hề thua kém PL là mấy. Night Stalker có tận 7.300 net worth mặc dù chơi vị trí support. Đang hơn tới 1.300 net worth so với Sanke đánh ở vị trí carry farm safe lane. Đến lúc này thì nếu để cho Night Stalker hoàn thành gậy xanh, đã vác gậy xanh rồi. Phút thứ 19, Night Stalker đóng cho mình cái gậy xanh cục gem luôn. Gem này là Ohio mua. Và bây giờ thì kiểm soát bản đồ sẽ là tương đối dễ dàng đến từ Fnatic với
màn đêm đến từ Night Stalker vừa là giảm đi cái lượng sai của Hero, vừa giảm đi lượng sai của Watt và tăng lượng sai, cũng như nhìn xuyên địa hình đến từ thanh niên Night Stalker. Và khi mà Night Stalker cung cấp được tầm nhìn, phát hiện được vị trí của các thành viên Mongo thì Bad Rider lại càng tỏ ra hiệu quả hơn. Đã có giày bay Foxstar một cái bling như thế này thì êm vào những cái mục tiêu như Hour Devourer, như Doom là hoàn toàn khả thi. Retribution có cho mình giày bay một cái kiếm Defoe, nhưng mà như thế này là hoàn toàn yếu, ăn cái Silent vào là hoàn toàn chết, có thể sử dụng Defoe để giải Silent. Nhưng bây giờ thì Bad Rider ta tóm vào Retribution, lợi thế tầm nhìn quá lớn, Silent vào đầu của Retribution và Burst Time là đủ. Ở ngoài này thì có một cái ulti thẳng vào đầu của Ned đến từ Doom và cả Disruptor nữa. Ned được swap ra, anh ta buộc phải chạy về, cao mông chạy về rồi, mở một cái tường băng ra, Sanke bung cái ulti, một cái đá stun 3 đến từ phía của Spirit, nhưng chừng đó là không đủ để cứu cho Sanke cũng như là lấy mạng của thanh niên Vengeful Spirit. Fox Star mình lên đến từ Beat One và double kill dành cho Invoker. Wow, ba người của Mongo phải nằm xuống, vào đây sẽ là 4 rồi. 4 là cái chắc rồi, mega kill dành cho Ohio và toàn bộ các thành viên của Fnatic. Họ yêu máu nhưng họ không hề chết. Lợi thế tầm nhìn đang khiến cho bên phía của Fnatic tạo ra những cuộc giao tranh không tưởng, khi liên tục là giết 4, giết 3 và không để mất ai cả. Tầm nhìn tốt giúp cho Bad Rider có thể tóm được những cái mục tiêu tưởng chừng rất khó để sờ vào người. Đó là PL, đó là Hour Devourer. Và bây giờ thì Invoker có 12.000, Network Spectre có 9.000 và 9.000 cũng là con số của Bad Rider. Trong khi đó PL, người xanh nhất team của Mongo cũng chỉ có 8k7 thôi. Night Stalker có 8k2 rồi, gần bằng với PL. Trong khi đó anh ta chơi vị trí support số 4. What the hell? My dad còn chưa thèm ném, mà ném thêm phát nữa là sẽ lên 8k4. Radiant's bottom tower is under attack. Invoker ăn một cái trụ 2 dưới bot. Giờ cản Invoker lại cũng khá khó. Anh ta có lock, có một cái giày bay, một cái hand of Midas. Tình huống đó là một cái Fox Start đến từ Ohio. VS đang cố gắng lên một cái Otherlands. Rồi tình huống một chói Pit Happiness ở đây rồi. Và bye bye Doom Ohio không thể ngăn cản. Đó là Unstoppable dành cho offlaner của Fnatic. Và bây giờ không còn Doom trong vòng 40 giây. Các thành viên của Fnatic sẽ tận dụng điều này vào màn đêm. Night Stalker nhìn thấy quá nhiều thứ. Anh ta đang soi hết chỗ này đến chỗ khác. Thanh niên này đi soi gái thì nó rơi vào tầm là khủng khiếp rồi. Đá bóng ra nhưng không hề trúng ai cả. Retribution thì anh ta bỏ nhà ra đi. Sanke cũng là không còn nhà. Mở ulti ra đến từ Spectre và Doom phải buyback. Nhưng đây sẽ là mạng dành cho ai? Mạng của Spirit đã dành cho Spectre khi mà anh ta mở ulti. Sandback được 3-4-3 lại nhưng lock 3 người lên đến từ Invoker. Đó là lock 2 người và 1 stun vào đầu của thanh niên Disruptor thôi. 3-4-3 phải bỏ mạng nhưng không sao cả. Họ đã ép cho Doom phải buyback và các thành viên của bên phía Mongo phải đi về. Như vậy là hoàn toàn đủ. Combat vừa rồi Mongo không ăn được quá nhiều tiền, đó chỉ là hơn 500 tiền. Lượng XP khá khá rồi. Invisibility. Bây giờ DJ có thể nhìn thấy cái lượng sai mà con Night Stalker nó cung cấp ở trong màn đêm, nó là khủng khiếp đến mức nào. Tầm nhìn nó là xuyên địa hình, xuyên đồi, xuyên núi. Thanh niên mắt rất là tình. Hour Devourer có một cái Rod of Atos, thế này là không đủ để anh ta sống sót ở trong combat. Spectre một ulti ra, Bad Rider hoàn toàn thể blink vào và kéo anh ta ra. Hour Devourer không sống sót ở trong bát. Combat đồng nghĩa việc không có đam. Bây giờ Ohio bị silent vào, anh ta TP về nhưng có Sandback đến Disruptor và Ohio anh ta chết ở trên đồi. Vâng, màu yên mã đẹp dành cho Bad Rider. Cái màu này nó theo cái dáng nó là gọi là tựa núi nhìn sông. Dáng được rất nhiều những cái chuyên gia phong thủy đề cập đến là vượng màu vượng mã đây rồi.
Bây giờ thì Bad Rider anh ta có Other Lands luôn. Mà vừa chết mất một mạng, cái mạng đấy có vẻ là khá đáng giá đấy. Earth Spirit có cho mình đấy là hơn 900 tiền. Rồi Smoke đến từ các thành viên của Mongo, họ đang di chuyển đi đâu đây? Có bắt người hay không? Ấn Buckler lên và các thành viên của Mongo họ sẽ ngắm với Invoker có Blink Dagger rồi. Anh ta có ngửi ra cái mùi cái tình huống hay không? Vẫn có mùi thối trong bóng tối nhưng mà lăn được vào thẳng vị trí bị bạn mít quan bờ linh đi được. What the hell, đã đá bóng rồi thì Hào Tù Cản sử dụng luôn một cái Doppelganger ra nhưng không thể với được mít quan. Mít quan TP về trong đường tờ kẽ tóc. Push vào trụ một ở dưới boss nhưng bây giờ Invoker lock mà lock được toàn những cái mục tiêu không quan trọng dí vào đến từ Retribution. Tàng hình đi đến từ Invoker và Ned anh ta lao ra có sử dụng Doppelganger và PL anh ta bị sử dụng đó là Silent cũng như Sunstrike và một cái tường băng. PL bị boss down chết, kéo được một R70 vào đây và một R70 thì cũng sẽ là lại nằm lại mid one của Master Kill. Trong khi đó thì Disruptor cũng phải nằm bởi cái ulti của Spectre. Doom anh ta đã về nhà từ lúc nào không hay, trong khi đó thì sàn kê không hề có mặt trong combat. Bây giờ sẽ là đâm thẳng vào lên boss đến từ Fnatic. 31-14 rồi. Và Network bây giờ chênh lệch sẽ là 15.000, hơn 15.000 nghiêng về phía của Fnatic. XP nó là hơn 20.000 và với một con Spec đã có Radiance quá xanh chín như thế này, họ còn quyết định ăn thêm con Roshan cho chắc kèo nữa. Đâm thẳng vào lên boss và như vậy là GG. Đinh vào đến thì Invoker zone down người Sanke. Sanke úp được Invoker lại, tại sao không lock lên, sau đó sử dụng combo. Bây giờ thì đuổi làm sao được Sanke, bây giờ thì lock Sanke lên nhưng có Disruptor và Invoker cần phải bỏ chạy tàng hình ngay đến từ Invoker của Ghostwalk đã giúp cho anh ta di chuyển đi về. PL trong một cái pha quá tham lam, Chase và Invoker đã bị dính toàn bộ những cái skill khó chịu đến từ Invoker, đến từ NS và anh ta buộc phải bỏ mạng. Roshan và Spectre cầm Khiên Aegis bây giờ thì cản Net hộ lại cái, đánh rất là sắc nét đến từ Net. Sandback được à, Sandback mid one à, để làm gì, lock lên, lock không chúng ai đặt EMP ra. Liệu còn tình huống câu snap vào đầu của thanh niên đó là Arwen Baller. Lock luôn được cái thanh niên Sanke lên Burst Down. Úp vào Bad Rider, mid one anh ta đi Vending Blast và lấy được mạng rồi. Godlike của mid one, bây giờ thì support đứng lại đánh nhau với co thật á. Rồi chết luôn, tốn cả một cái Static Storm. Trong khi đó thì lại tiếp tục là kéo vào đầu của một R70. Quá gắt thanh niên người nà đến từ Ohio. Và ba mạng của Mongo lại nằm xuống một lần nữa. Trong khi đó thì Spectre anh ta đã đẩy được creep ở lên boss lên rất cao. Thì PL đang dồn một người mid one, sẽ là đánh cho mid one hết mana ở đây. Dồn chết mid one ở tơ này rồi. Mid one anh ta chạy đi đâu cho khỏi bóng và mid one đã chết. Nhưng đó là 1.800 tiền dành cho PL. Spectre đang dồn creep vào rất sâu khu vực lên boss. Và liệu chúng ta có quay cam một tí đi. Faster này quay cam. Đây rồi. Ăn được một trụ. Ăn đi, sợ cái gì, có khiến Aegis cơ mà, đi về luôn, sợ, quá sợ một cái tình huống Doom khi mà Aura Devour cũng như Spirit đang dần hồi sinh rồi. Bây giờ sau cái mạng của Invoker vừa rồi sẽ là sắm được cho mình đó là Hurt. Cần phải kết thúc game đấu này sớm hơn nếu không muốn để cho PL trở nên quá khỏe. Nhưng mà thật ra PL nếu mà quá khỏe, Spec có thể ulti ra và sẽ bớt đam vào những cái thành viên còn lại. Một mình của PL liệu có là đủ trong cái combat này không? $4,100 dành cho thanh niên DJ. Và có giao tranh ở khu vực dưới boss hay không? Không có rồi. Sanke vẫn đang bỏ nhà đi dạt. Di chuyển rất sâu vào phần sân của đối phương. Với sự trợ giúp đến từ Aspirit và Retribution thì anh ta đang cố gắng dâng creep ở mid lane. Ohio muốn nhắm vào đầu của Retribution. Vào nào! Ohio
vẫn đang bay chưa tóm ai cả, và như vậy chẳng tóm được ai. Một cái lốc lên và Bella bị swap lại, có sai lên vào đầu Bella. Bây giờ sử dụng lasso rồi, retribution không còn bài bách. Defending blast quá đẹp đến từ Invoker, kết liễu được Bella. Và Bad Rider có Runes, họ sẽ tiến thẳng vào khu vực lên mid khi mà bây giờ không có bài bách đến từ Bella. Sau khi anh ta hoàn thành cho mình cục hớt để làm gì nhờ? Không giữ buyback là một cái quyết định quá sai lầm. Mongo, họ đang làm cái gì đây? Spectre có ulti, có khiến Aegis quyết định sẽ di chuyển lên top farm thêm. Sau đó là combat sẽ là sử dụng ulti. TP về đến từ Aspirit, Fnatic lấy được trụ 2 ở mid, đặt cái tường ra cản bước tiến các thành viên Fnatic đến từ con Disruptor. Nhưng bây giờ thì cản hộ cái PL còn 34 giây nữa, Aoi Devour không có BKB thì đánh kiểu gì như vậy là đẩy mid vào bot, lườm dao gắp thịt đến từ Fnatic. Họ bắn liên tục vào trụ các thành viên của Mongo, định làm cái gì đây? Swap luôn được cả Pitch Infinite, một stun vào đầu, Silent vào đầu, bom xăng các kiểu các thứ, mở mecha lên nhưng đó là không đủ. Lốc tiếp tục vào và sẽ là bắt đôi ở trong này. Ulti của thanh niên Disruptor không còn là cái chướng ngại nữa rồi. Bốn người đã chết và GG đến từ 1R70, kéo luôn cả Sanke ra. Sanke nằm nốt. Nightstalker có mạng Sanke và team wise dành cho Fnatic. Các thành viên của Fnatic đã thể hiện một cái bộ mặt quá xuất sắc trong cái trận đấu này. Họ đè bẹp tất cả những cái chướng ngại vật đến từ Mongo và đi tiếp ở trong khuôn khổ giải đấu ESL Manila One. Các bạn vừa đến với phần bình luận của ESV TV và tôi là Caster DDK. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái giải đấu.